Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, diễn viên Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 28 tháng 3 năm 2020. Theo bạn bè đồng nghiệp, những ngày gần đây, Mai Phương được cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng sức khỏe xấu, chân phù nề, chảy mủ. Sau đó, gia đình quyết định đưa cô về. Đến tối 28 tháng 3 năm 2020, nữ diễn viên đã trút hơi thở cuối cùng sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Mai Phương, sinh năm 1985, từng đóng nhiều phim truyền hình như Những Thiên Thần Áo Trắng, Hương Phù Sa, Xóm Cào Cào, Một Ngày Không Có Em. Tháng 8 năm 2018, cô phát hiện ung thư phổi và điều trị tại Bệnh viện Quân Y 175 thành phố Hồ Chí Minh. Dù mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng Mai Phương vẫn giữ tinh thần lạc quan. Thỉnh thoảng, cô còn tham gia game show, dự sự kiện, trình diễn thời trang. Tháng 3 năm 2019, Mai Phương từng cùng diễn viên Ốc Thanh Vân đến Bhutan. Ngoài ra, cô cũng đưa con gái đi chơi khi còn đủ sức khỏe. Đến tháng 9 năm 2019, Mai Phương nhập viện vì bệnh chuyển biến xấu, nhưng cô vẫn trấn an mọi người. Tháng 1 năm 2020, hình ảnh nữ diễn viên đón sinh nhật trong bệnh viện khiến nhiều người không khỏi xúc động. Sự ra đi của Mai Phương đã để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp, người hâm mộ. Diễn viên Trịnh Kim Chi viết trên trang cá nhân: "Phương ơi, thương em quá. Biết là sẽ có ngày này, nhưng chị không nghĩ là nhanh đến như vậy. Thôi thì bây giờ em không phải chịu đau đớn kéo dài như thời gian vừa qua nữa. Ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Chị và mọi người luôn nhớ em và nhớ nụ cười tươi của em. Bao nhiêu khổ đau của trần thế, giờ chị nghĩ em đã được giải thoát rồi, em gái à. Thương và nhớ em vô cùng."